cho bạn nhỏ. Hôm nay về cái chiếc Future 1 2.4 đời chót Trương An. Xe cái máy em cực kỳ luôn. Xe còn hành tích đẹp lắm. Xe này xài kỹ. Má là bò luôn em á. Chạy cục máy còn da heo á. Máy đổ ra ti xịt mà nó không có tiếng động luôn. Rồi bây giờ đầu vớt cũng đẹp đó. Rồi phải tháo bán đầu vớt cho mình ăn. Còn xăng không Phước? Nói chung là áo riêng là nó phải có rãy mắp nè, rãy mắp là xiềng luôn á, nó là mắp lại thì bán rẻ áo riêng này thôi, cái áo riêng màu đỏ cũng còn liền. Đây quay cho bạn bán một con, chắc cái xe này gọi cho khác đây. Ở trước này màu nó có bạc màu theo thời gian nha, nè cái có cái mỏ này nó bợp rồi nè, cứng lắm áo này, cứng lắm, cứng hai bên hông cứng đẹp lắm. Có cái cản cực kỳ là đẹp, cản xe này được cái cản. Rồi ghi sổ đi, đồng hồ thì nó hiện giờ nó đang xích dây công tơ đi mét nè, thì nó sẽ test đâu đó đàng hoàng hết trơn, lấy dây khác gắn vô đàng hoàng test 1 2 3 4 nữa. Rồi cái bóng số 4 không lên nè, phải ai nữa test rồi nhanh lên nè. Có cái bóng số 4 à. Cái đồng hồ này bóng đèn có pha luôn á. Pha hai bóng trái hết. Rồi lắm. Pha hai bóng. Đèn lái à. Đạp thắng ở đèn lái à. Luôn như nó luôn. Đạp đèn lái à. Nhanh. Bỏ nhanh qua coi trái phải à. Rồi ok. Đường lái trái à. Rồi vậy đi. Nếu mà cái đồng hồ đẹp này á mà em là làm dây lại lại gắn dây vô mà lên đâu đó chuẩn đàng hoàng hết trơn, cái đồng hồ đẹp này bán cho bà con là 600, thì vô đồng hồ 600. Cái áo này bán rẻ cho bà con là 500.000, giờ cho bà con có xử lý lại được rồi xử lý. Hiện trạng thì mình xe nó rất là cứng, mình trước thì nó có lung lay. Giờ mình xử lý mắp lại bán 500.000 thôi. À thì ra. Thấy bóng nhỏ như này không? Ờ mi đó, bật một mắt là để mi nè, bật mắt hai nó mới cháy chứ. Rồi ông mi. À, cái đầu đèn khoa, cái gáo đèn khoa này nè, không có thấy hiện trạng là không có bể gì trơn, bán cho bà con là 150. Tắt máy lại bạn chút xíu nữa nổ. Cuộc trước, cuộc trước, cuộc trước hạ xuống thắng cuộc trước cuộc sau đây. Quá mưa vừa giấy quá. Hạ máy xuống hạ chống đứng xuống nhúng cho bà con coi nè. Nó bây giờ thì trên xe mình đâu biết phục hồi không khi mình tháo áo rồi, biết không? Đó, hiện trạng thì anh em nào có muốn sử dụng thì đó em bán cho bà con là cái xác thôi. Hiện giờ đang xài bán cái xác cho bà con gặp phục đĩa phun 1 500. Đó, ok chưa? Còn hai ai coi tiếp dành lũng không? Dành lũng hả? Coi mã đầu trước sau trùng không? Coi tiếp đi. Số mấy à? Trước cái gì? Nè con phun sao đi. Để em đi không? Cái máy đẹp cực kỳ luôn á. Ốc đầu bò là còn trắng còn êm, đầu bò đẹp lắm. Nè. Đầu bò còn êm lắm. Rồi cái máy này chắc gã luôn bà con ơi, máy này cực kỳ, máy êm lắm. Máy này đầu lòng 3 triệu á, combo bình xăng con 1 triệu. Ghi vô nè, đầu lòng 3 triệu, máy cực kỳ êm. À, combo bình xăng con co bo e 1 triệu. Rồi. À, ba lóc bằng cái chút xíu tháo thao, xe này ốc tán đẹp nữa, rửa khấy đầu ra tháo ra. Ốc tán còn vàng còn đẹp lắm. Rồi tiếp theo là phuộc sao nè. Cuộc sao sao cái ti của bánh nó mẹ hết trơn rồi chạy. Đúng rồi. Nhận hơi còn im nè. Số 1 người mà nó vậy đó, 2 người là nó im lắm. Nhớt nó gọt gọt nè. Rồi cái phục sao nếu mà tháo ra chưa phục hồi thì bán cho bà con là 500.000. Cái gì phục hồi gì, phục sao gì phục hồi. Tháo ra chưa phục hồi á, hiểu không? Chưa phục hồi mình bán 500.000. Còn phục hồi thì mình tính sao nữa. Rồi rồi dựng lên đây, dựng chứng lên đây. 1 triệu. Cái cần số này mòn nửa cây nè, nửa rửa cái ba này, cái hơi này nó đâu ăn được đâu, đắt cát rồi nè. Cần số mòn nửa cây, ở ngoài sau cũng mòn nửa cây nghe, cần số này bán 100.000. Trời, gắt chân hai tầng nè.
các chân hai tàn còn. Sao mũi dữ vậy ta, tôi chuẩn cắn con á. Cái này người ta lấy đồ bịch lại một cái chân luôn à. Hai miếng nhôm, ba lóc măng cá nè, nhưng mà này là đời chữ ngang nha, nó sẽ xài chung với Supreme, với anh pha lóc trắng, với phô trường một lóc trắng, nhưng mà đời chữ ngang không phải lưới công nha. Hai muối, muối hai mày, xe nóc máy đẹp lắm. Hai cục thun lỗ này còn khít ghẹm nè, hai cục thun hai bên. Lỗ bên khít lên đó, để ý nó đây chút xíu tính sao. Cây yên 2004 hả? Cây yên 2004, tháng 7 2004. Dạ. 2006 mà. Dạ. Có đâu, đã ra chơi này nè. Tháng 7 2004 nè. KFLR yên viên nè. Ở dưới này này da yên nó trồng da nè, phút quá bị sờ lơ rồi. cái yên này bán cho bà con là 200.000 nha, nó cứng nha, bên trong nó còn da, ở trong người ta bấm chồng lên á, cứng á. Vậy là da bò, da bò. Da bò rồi. Cái bát yên lưỡi gà nè, nó không có cái lưỡi gà dưới đâu nha, phun một nó không có cái lưỡi gà ở dưới, bắt vô cái áo này không có. Đây cái bát yên nè, không có một còn xanh nè ha, lưỡi gà còn nguyên. Đó, bát yên này bán cho bà con là hai bên gâu còn đẹp trơn nè, bán cho bà con là 350. Có chữ bán là đẹp. Hưng thịnh luôn nè. Để cho ba làm ăn đấy, tao mày cha con mà đâm sùng bái quá. Cái ai gửi tin nhắn nhiều chừng tao gửi xe qua hay vậy. Lớp xăng rất đẹp. Xăng những đất nè, cái thùng xăng lớn đẹp lắm nha bà con ha, thùng xăng lớn 600 nha. Thùng xăng lớn nè, gửi ghế đẹp lắm nha. Cái hộp đồng ngày phụ 100.000 có cái miếng cao su luôn nha. Rồi đặc biệt là được cái cản. Cái cản này là cực kỳ xương gió cản nè. Cái này là keo nha, tại chưa có rửa mà. Nè cản này còn cái đầu trên nè, cực kỳ cản luôn. Bên đây keo, bên đây nguyên lớp này lớp keo. Rồi cản này không chày không xước luôn, ngon lắm. Rồi cái cản này 1 triệu nha. Rồi quay đây, quay xe lại đây. Cái xe này được có cái cản à. Quay xe lại. Xe mình là giấy tờ đầy đủ nha bà con nha. Hôm qua đây nói nô với ba chuyện xe chậm gấp không có vô đó nha. Rồi tiếp theo là cua yên nè. Cua yên này với cọng dây là 200.000. Thấy vậy đó, là chưa gỡ ra mà. Cái qua đây tết máy nổ cái bô lên nè. Đừng có đi ra ngoài đường, đi vô. Xe đụng á. Cái bô tết máy lên hai cục thun, nó hai cục thun hai bên rất đẹp la, thun bay bên kia rất đẹp, không có bị hở, không có chim gì cho nha. Nãy giờ xe này được cục thun hai cục thun 400.000. Hai cục thun không có nghe, tức là nó không có mòn cái này nè, nó không có lỏng chè nè. Vậy đó, mua cục thun này vô quê Thái 110 thì hơi bị dứt răng nha. Anh pha lóc trắng lóc đen phu một rồi đó, chạy chung với nhau đưa vô căng. Quay bánh ra đồng hồ lên đâu ạ, quay ơi, quay kìa. Ở bô nổ hay quá. Lên đâu, lên đầu lên mạnh đấy, nó nhúm nhích nè, mở lên không nổi, nó kẹt cố thắng nè. Trời ơi, cái đĩa cái chịch vậy hả? Vậy là quay đó, cái đồng hồ nó lên nhẹ đó, cái đĩa. Cái bô nổ rất là hay nè. Mấy bô này xe chắc chắn là cổ đã thay rồi, chắc chắn luôn 100%. Bô này nữa rửa gáy xong bán 700.000 nha. Bô ghim nổ hay. Còn gấp vọng nữa có một cái không nữa tháo ra tính nha bà con. Nãy quên cặt te nữa trời. Còn cái dàn ốc. Dàn ốc nè. Cái dàn ốc không có ốc máy. Hết trơn cái dàn ốc chân. Con phun một này
ốc đĩa, ốc ngoài trước này luôn nè, ốc đĩa hết trơn, ốc chân này luôn. Ốc này không có được đẹp nha, không có được ken đồ ban như mấy dàn ốc thở 1.900.000-800.000 rồi. Ốc này cũng trung bình thôi. Rồi cái dàn ốc này bán cho bà con về gam viết gì đó hết trơn, nguyên cái dàn ốc chân luôn đó. Có mấy con ốc áo đi theo luôn, ốc áo này like con này nè ha, có mấy con này đi theo luôn nha. Có trời ơi trời, gắn lộn nè, có mấy con bẩn ở đây đi gắn trên đây, con bẩn ở dưới gắn lên đây. Rồi tại mưa gió quá làm kể chứ một bữa là em sẽ tháo ra trơn luôn. Rồi cái dàn ốc chân này bán cho bà con là 500.000, sẽ có ốc đĩa luôn nha. Xe này đĩa bị dính hả, cái đĩa chưa mòn luôn bà con à. Cái này nè, kẹt cái này nè, lâu ngày anh xét. Té cái đầu bò đã hay không, máy cũng cười như bằng mừ luôn, chưa rửa chưa về chân mới về đó. Rồi ba lóc hồi nãy nè, hai lóc bên đây, rồi con ghim nè, con ngò riêng con xanh lè nè. À, hai lóc măng cá bển có dợp với cái lóc ở đây, nếu mà ba lóc bà con là bán 600. Nếu mà cây dên cọp này máy em ru, em ru không tiếng động này, cây dên cọp này bán xe máy này em luôn á, gắt em luôn á, này bán cây dên là 1.200.000. Bộ nồi này đang chảy rất là giọt luôn nè, đầu lòng bộ lửa bộ số là 700.000 đó. Cục máy im nè, bộ nồi này chạy giọt lắm nè. Nồi có chả nha, đó nồi chả đó. Cái giò đạp 200, cái giò đạp này 200. Cần thắng này tháo này ra mới biết được. Có máy bắn, bắn này ra làm bay vậy mày nè. Phục máy bán cho bà con 500.000 nè, phục cây bên này nổ sạch trơn. Combo heo dầu mệt cái mẹ luôn. Combo heo dầu sao tay này nó đập tay này lại công vòng, hai cục gù đối trọng ghi vô, hai cục gù đối trọng 250 đẹp lắm, hai bên hai gù đối trọng 250. Rồi cái đuôi này nãy nó có thử là bóng đèn đâu cháy đâu đó đàng hoàng chân, cái đuôi này bán cho bà con là 150 có bóng đèn luôn. Rồi cây sườn mấy xe có giấy tờ đàng hoàng chân mà nè, tháo bán bành bọng cho ha, ngầu rồi. Cái sườn này cái nông em nè, nè cái nông không một bọng gì chân á. À, cái sườn này 800, có anh kia anh hỏi sườn nè, sườn này không một bọng cho nha. Mấy cái này là nó dơm ngoài da không phải ở đâu ăn nổi đâu. Kêu ăn cơm hả? Mâm chèo. Mâm chèo. Rồi đó. Rồi quay lại cặt tre, nãy quên quay cặt tre báo giá. Cái dàn ốc hết trơn 500.000 mua dàn ốc này được ha. Rồi ra không? Dạ. Rồi tiếp theo, nếu mà bộ nồi này tháo ra mà chắc nịch á là 2.000.000, anh em đón xem clip nha. Rồi cây cần thắng nè, mới tháo ra là nú đẹp, có đồ chụp lại nè, nhưng mà nó dơ đất không à. Thắng mà con vô anh pha giống nhau nha, anh pha với phun một giống nhau, dít ít rồi đó giống nhau. Cần thắng này nữa rửa ra rất im á, rồi ai chốt luôn cần thắng 300. Rồi quay lại cho coi cái cặt tan cái nó kết thúc qua. Còn bánh trước bánh sau với gấp nữa tính sau nha, để tháo ra có một hay không với chống đứng đâu đó thì phần đó thay bán sau. Rồi rồi nghiêng xe qua đây, nghiêng xe cho bà con coi cặt te nó. Cặt te này em mà nãy giờ là giấu nè, rồi dựng đây mòn lủng đây nè, đây chưa sao, chưa lủng cục đất, cục đất cặt te này đẹp bà con ơi đó. Cặt te đẹp, có chạy mấy cái này theo thời gian thôi. Rồi ngưa lại đây, cặt te này quá im rồi. Rồi cái này nó xét ở đây nè, xét nín trong này thì nữa mình dặm miếng nước sơn nhỏ trong này nha bà con nha, giờ thì tự xử lý. Chết mẹ cái sườn này xét rồi, u là trời, cái sườn này nó tính tháo tính sao đây, sườn xét nè. Cặt le này khá là đẹp luôn, 400. Con cũng vậy. Rồi rồi dẹp đi, rồi xin chào bà con cô bác nha, mời sửa.